Xin chào hết tất cả các anh chị và các bạn nha. Tiếp tục quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì ở những video trước đây đó thì mình cũng có hay chia sẻ về những cái hãng gà để khi sang đây để làm lao động theo diện IB3 đó. Thì mình có nói về hai cái hãng gà ở phía bắc của thành phố này. Thì cũng có nhiều anh chị, nhiều bạn thì cũng muốn mình khi nào có được thời gian thì hãy chia sẻ thêm về cái hãng gà nó nằm ở phía nam của thành phố Atlanta. Thì từ ở nơi mình ở đây phía bắc của thành phố này á, đi tới cái hãng gà ở phía nam này á, khoảng hơn một tiếng lái xe. Thì hôm nay coi như mình cũng có được chút xíu thời gian, thì mình cũng muốn đi tới đây để chia sẻ để các anh chị và các bạn xem cho biết nha, biết cái hãng gà ở phía nam của thành phố này, cũng như mình cũng muốn chia sẻ về nhà cửa cuộc sống ở cái khu vực ngoại ô phía nam của thành phố. Rồi cùng đi với mình nha. Cũng như khi xem video thì hãy nhớ bấm like, bấm đăng ký cũng như chia sẻ cái video của mình đến với anh em bạn bè mà đang muốn xem. Rồi trên đường đi thì mình sẽ chia sẻ thêm chi tiết từ nơi mình đi tới đó nó như thế nào ha. Thì bây giờ mình đã tới đây là trung tâm của thành phố Atlanta nha. Nhà mình ở phía bắc thì chạy tới trung tâm này khoảng chừng 20 phút thôi. Đó thì từ đây là highway 85. Mình sẽ đi về phía nam của thành phố nha. Từ downtown của Atlanta này đó thì chạy khoảng chừng 10 phút thôi mình sẽ tới là sân bay của Atlanta. Giờ này đang là buổi sáng thì lượng xe thì cũng nhiều nhưng mà không có kẹt xe như những thành phố lớn khác ở Mỹ nha. Đây thông thường thì đôi khi cái giờ cao điểm nó chỉ hơi chậm chút xíu ngang thành phố này thôi, thành phố lớn Atlanta. Tiếp tục đi về phía nam. Thì mình đi 85 sao mình tới cũng được nhưng mà nó hơi xa chút xíu, thì cái này mình vô là 185 cũng về hướng sau luôn thì nó sẽ gần hơn một chút xíu nha. Đây là đi về hướng nam của tiểu bang Georgia. Ở đây mình đi thẳng cho qua các cái tiểu bang phía nam như là ở bên Alabama. Ở highway 185 mình sẽ vào cái exit 42 và cái chuẩn bị tới cái thị trấn có cái hãng gà đây nha. Từ đây mình trả lời hãng gà khoảng cỡ chừng 10 phút hơn nha. Từ đây tới đó khoảng chừng 15 phút chứ. Tại vô đây đường nhỏ này không có chạy mà nhanh được. Thấy miền quê nha, rất là yên tĩnh, nhà cửa đây cũng ít thôi, cây xanh là nhiều. Vô đây mình phải quẹo trái tới ngay cái trung tâm thị trấn một cái nữa. Thì trước khi tới cái hãng gà đó, đây là một cái thị trấn nhỏ nha, nằm gần bên cái hãng gà. Thấy không, thấy cái thị trấn nhỏ ở miền quê nước Mỹ không? Thì hai bên đường cũng như có những cái McDonald's, hamburger, tiệm cà phê, tiệm sửa xe, cây xăng, như mấy cái cửa hàng nhỏ nhỏ vậy đó. Thị trấn nhỏ rất là bình yên. Giờ này đang là gần 10 giờ sáng nha. Đây là trung tâm nè, trung tâm của thị trấn. Thì nếu như mình làm hãng gà hay là mình ở xung quanh đây đó thì cần cái gì đó thì chạy lại cái trung tâm thị trấn này. Mình sẽ quay sơ qua vài phút ngang qua thị trấn này nha. Có mấy cái quán cà phê rồi có ghế ngồi rồi thấy cũng đẹp. Một thị trấn cổ. Ở đây họ để mấy cái bảng stop rất là nhỏ nha, mình chạy mình phải để ý á. Chứ nhiều khi chạy lo nói chuyện không có nhìn, không thấy chứ chạy băng qua cái là bị phạt nha. Cặp hai bên đường là những cái cửa hàng mua bán, còn nhà thì nằm ở phía sau, ở phía là bên hông. Đây thì nhà cũ nhiều nha, nhà cũ ở đây thì nói chung giá cũng rẻ, không có mắc đâu.
cũng như mình muốn thuê nhà đó thì nó cũng còn. Thì trước khi mình vô cái hãng gà đó, mình thấy đây là có một cái chỗ gọi là giống như một cái công viên nữa, cũng rất là nổi tiếng ở đây nha, cũng có nhiều người đến đi chơi. Trong đây thì mình thấy có như là gọi là cái hồ nước kêu là biển nhân tạo, cũng như là có khu vườn bơm bướm đó. Thì sẵn đây quay sơ qua cái ha, để các anh chị và các bạn có ở gần đây đó. Mình thấy là cái tên này nè, Holloway Garden, ở ngay chân Five Mountain. Đó. Đi sâu vô ở bên trong nữa, gọi là vui chơi cho là mùa hè đó. Đó thì ở trong đây có như là cái biển nhân tạo nè, có cái hồ nè, rồi khu vườn bơm bướm nè. Đó, xung quanh cũng còn nhiều hồ lắm, mấy chỗ vui chơi để mình đi bộ đồ này kia, hay là tắm thông thường này, có là vườn bông. À, thì cái vé cho người lớn là 29 đồng 99 nha, coi như là 30 đồng đó. Thì có cái tên luôn ha, mình để ha, Holloway Garden. Thì các chị các bạn thì mình có xem được video của mình á, mùa hè muốn dẫn con cái đi chơi đó, thì có thể mình tìm hiểu về cái khu này. Nó từ Atlanta chạy xuống đây thì khoảng cỡ chừng 1 tiếng 15 phút rồi, cũng gần lắm. Rồi thôi giờ mình chạy qua bên cái hãng gà nha. Ok anh em, thì mình đã tới cái hãng gà này nha. Thì bây giờ để kiếm chỗ mình đậu cái xe một cái, sau đó mình sẽ quay xung quanh bên ngoài một cái cho em để biết nha, ở đây nó như thế nào. Rồi thì bây giờ mình sẽ chạy sơ qua một vòng ở phía trước của là cái hãng này nha. Cái hãng này thì mình thấy so với những cái hãng trước đây mình từng chia sẻ đó, thì ở đây mình thấy cũng tương đối lớn đó. Nhưng mà có một điều đó, ở những hãng trước đó, nó nằm gần khu dân cư chút xíu, thấy là nhà cửa đông, nhưng mà ở đây thấy không, xung quanh đây đó ít có nhà cửa lắm, rất là vắng nha. Ở phía trước cửa đó thì đương nhiên là có là bảo vệ hết rồi nha, người lạ mình không có vào. Ở đây mình chạy ngoài cái bãi đậu xe nè, của những người mà đi làm việc ở đây đó, thì đậu xe ở bên ngoài đây, rồi mình vô cho phía bên trong là mình làm. Nó này là mình chạy tới ngay chỗ là cổng nè, đó cổng chính đó, có người bảo vệ hết rồi. Phía trước đây cũng có cái chỗ để như là những người nhân viên làm việc á, ngồi chơi ở đây, có thể mình đến sớm được kia ngồi chờ. Thì đây là cái hãng gà mà có nhiều anh chị nhiều bạn cũng muốn mình chia sẻ. Nó xung quanh đây đó rất là vắng nha. Kế bên chỉ có một cái cửa hàng thôi, cửa hàng nhỏ bán giống như là hamburger, bán nước ngọt thôi đó. Phía kế bên nè, còn lại là coi như là không có gì hết nha. Nó thì đi làm ở đây đó, mình mướn nhà đó, mình phải đi xa xa chút xíu, khoảng cái chừng 15 phút đến 20 phút đó, đi ra cái thị trấn kế bên đó, thì mới có nhà để mình mướn thôi. Chứ còn chỗ này giống như chỉ là một cái hãng để mình vô mình làm thôi. Đó, mình quay cái máy nè, nó đi về phía trước nè, để mình xem cho biết cái quang cảnh ở đây nha. Thì đương nhiên làm ở đây thì nhà ở đây là rất là rẻ nha, ở đây mướn nhà hay là mua nhà thì cũng rẻ lắm, nhà cũ không à. Phía bên kia đường kìa, đất trống không à. Cái ngõ đó hồi nãy là mình chạy vô đó. Còn ở đây đó, nếu mà mình đi nữa đó thì sẽ vô trong mấy cái gọi là đi vô ở trong rừng, ở trong mấy cái farm được hay. Vắng vẻ lắm, không có gì hết nữa. Bên đó thì giống như một cái cửa hàng bán đồ ăn thức uống thôi. Nguyên cái khu hãng xưởng nè. Dài đây nè, nó dài qua tới bên đó luôn vậy đó ha.
Tại vì mấy cái hãng này thông thường người ta chọn nó nằm ở phía ở bên ngoài vậy đó, xa khu dân cư đó. Nó xe làm việc đậu đây xong rồi đi vô hãng làm, rồi tới hết giờ là đi ra về vậy thôi. À, thấy không? Ngược cái ra lại nha. Tại vì ở xung quanh đây thì nó chỉ có vậy thôi, mình cũng không có quay mình nhiều được. Hết rồi, có nhiều đó rồi, cái hãng vậy thôi. Thì kế mình cách cái mấy phút nè, thì có cái cửa hàng gọi là Dollar Store. Người ta bán mấy cái đồ, mấy cái vật dụng mà cần thiết á. Thì nếu như mình ở gần ở đây thì có thể là mình ghé là mình mua. Chỉ có là vậy thôi, có một cái cửa hàng này thôi. Ờ, sẵn đây mình đảo vòng vòng luôn ha, để anh em xem mà cho biết nha. Thì nếu như mình đi mà gọi là ăn uống mua thêm nữa là mình phải đi 15-20 phút nữa thì qua những cái thị trấn lớn hơn kế bên. Chứ còn ngay cái hãng gà này, nó chỉ có là một cái cửa hàng này là gọi là bán nhiều nhất đây thôi. Trong đây bán như bán nước, nước ngọt, rồi nói chung là một cái cửa hàng tạp hóa đó, đủ thứ hết. Thì từ ở trong hãng gà đó chạy ra đây thì chưa tới 10 phút có một cái cửa hàng bán quần áo lưu niệm cũng như đồ ăn đồ uống á, thì mình cũng chẳng đây mình ghé vô vòng xem luôn. Rồi nhìn cảnh đã ở miền quê nha, nhìn xa xa như là giống như mấy cái núi á, không phải là núi cao, núi cũng thấp thôi, cây xanh được nhiều ha. Nhìn cảnh miền quê rất là thanh bình, nhẹ nhàng. Thì ở đây là những người Mỹ trắng ở nhiều, bên kia đường giống như công viên nhỏ để mình đi dạo. Giờ vô trong cái shop này thử đi. Thì cái khu này là của là người Mỹ không á, thì bán những cái vật dụng, đồ lưu niệm cũng như đồ ăn nè. Nó này mấy cái lon tỏi nè, là cái tỏi ngâm á, họ làm theo kiểu của người Mỹ. Cũng như bán các loại bánh ngọt, bán đồ lưu niệm nè, cho là du khách. Nhưng mà ở đây thì mình thấy du khách thì cũng không có quá nhiều ha, nhưng mà cái cửa hàng này bán cũng nhiều thứ lắm á. Các loại luôn ha, đồ chơi. Rồi sẵn tiện rồi mình chỉ ghé vô đây ngó qua ăn vòng đi. Giờ mình chở vòng ra cái thị trấn đi, kiếm ăn, kiếm hamburger. Tới đó đi rồi mình sẽ nói thêm những cái thông tin về là cái thị trấn này ha, để các anh em xem cho biết nha. Thì mình ghé một cái nhà hàng hamburger này ha, chuyên về họ bán hamburger với thịt heo. Cái này mới lạ nha. Trước giờ mình ăn hamburger bò gà này phải không? Nhưng mà ở đây là có hamburger thịt heo. Thì từ cái hãng gà mình chạy lại tới đây khoảng cỡ chừng 15 phút rồi. Nó ngay một cái trung tâm của một cái thao nhỏ, Thai Mountain nha, một cái thị trấn này nha. Rồi mình thử cái hamburger ở cái vùng quê này ngay nó như thế nào đây nha. Đó, đây là hamburger với thịt heo nha. Đó, salad. Mà bên đây cũng vậy. Cũng ở xã mình cũng là một ổ hamburger. Đó, mình ăn kèm với là dưa leo nè, cải nè, nước sốt nè. Đó. Ở là vùng quê nha. Thì đây cũng là lần đầu tiên luôn á là mình ăn cái hamburger với thịt heo á. Trước giờ là mình ăn hamburger bò, gà với cá là thường rồi đúng không? Nó cũng hơi lạ miệng chút xíu thôi, không gì. Nó thì như ở đây á, có một điều mình thấy nha. Thứ nhất á, thì mình đi làm những cái hãng xưởng gần đây như là cái hãng gà mình nói hồi nãy giờ, thì mình có thể ra đây thuê nhà, mướn nhà ở là cái khu này, mình chạy vô đó mình làm, chứ ở chợ gần trong đó không có. Chợ nhà cửa ở đây thì theo như mình thấy á, chợ cũng rẻ, không có mắc, thuê cũng rẻ,
chứ về thành phố lớn như ở trên Atlanta đó thì thuê nhà mắc lắm. Thì đây đi làm xong thì về đây đồ ăn Việt Nam không có nha. Ở đây khu này nhà hàng châu Á không có luôn, chỉ có là đi ăn ăn Mỹ thôi. Nó thì có một cái là nói chung là nó buồn, nhưng mà mình đủ cái điều kiện lái xe rành rồi đó thì có ngày nghỉ đi về ở trên Atlanta về khu người Việt hơn tiếng đồng hồ thôi, ăn uống mua sắm đó. Thì miền quê mà ở đâu cũng vậy thôi, vắng lặng buồn. Mà được con cái thì mình làm vậy thì tính ra nó có dư, không có ăn xài nhiều, không có đi chơi nhiều thì là nó dư. Chỉ có con cái là những cái vật chất, những cái chỗ vui chơi mua sắm thì nó không có thôi. Nó theo như mình thấy ha, này mình chia sẻ để các anh chị và các bạn biết ha. Nó qua đây đi làm nó hơi xa trung tâm một xíu, cũng như mình muốn đi học thêm này kia đó thì cũng khó. Nhưng mà trường học cho con cái thì vẫn có bình thường nha, vẫn tốt cũng như những chỗ khác thôi. Rồi ăn xong cái hamburger ở đây nè, mình ở đây mình thấy có mấy cái nhà, khu nhà nó cũng xưa xưa đây nè. Rồi mình sẽ đảo qua một vòng rồi mình đi ra về lại nha. Nói thì video hồi sáng giờ đó thì coi như là mình cũng đã nói coi như là cũng tạm đủ là những cái chi tiết ha. Từ ở trên mình xuống đây bao xa, đi đường nào, thì quang cảnh của cái hãng gà, nó là ngay cái thị trấn kế bên đây, ăn uống làm sao, nhà cửa. Nó cũng video nó cũng hơi dài rồi. Thì ở cái thị trấn này á cũng nhỏ thôi, không phải là quá lớn nha. Nó thì nhà ở đây thì theo như mình nhìn thấy nha, là nhà từ nhiều năm rồi, nhà xưa là nhiều nha. Thì mình cũng có tìm hiểu sơ một vài thông tin, mình thấy ở đây bây giờ như vậy một căn mà 3 phòng ngủ 2 phòng tắm bây giờ nó khoảng chừng 300.000. Nếu mà nhà mới thì mắc hơn một chút xíu, còn nếu như nhà cũ thì nó rẻ hơn, có căn thì cũng khoảng chừng 250-270.000 nha, cũng tùy theo căn đó. Thì đó là cái giá mình nói sơ về của cái khu này đó. Đó thì theo như mình được biết thì nhiều người làm hãng gà đó thì qua đây là mướn, tìm kiếm thuê nhà, mướn nhà, thế là nhiều người đó cùng mướn chung một căn chia nhau ở. Thì ở đây là ở nhiều nè, tặng cho nó gần. Từ đây thì mình chạy qua hãng gà thì gần, nó có 15 phút thôi. Thì có một điều đó mình thấy đi ra vùng càng xa, về vùng nông thôn á, thì nhà chợt là nhiều nha. Chứ gần ở trên thành phố á, thì trước giờ mình cũng từng chia sẻ nhà, nói chung là nhà lớn, nhà lầu 4 phòng, 5 phòng hàng 600-700 ngàn đô, cái triệu đô thì nó quá lớn, nó quá bự rồi nha. Đi về quê nó vậy đó, nhà chợt nhỏ gọn yên tĩnh. Rồi những hình ảnh về nhà cửa chứ xem chơi qua cho biết rồi ha, những khu khác thì nó cũng giống y như vậy thôi, mình không có chạy thêm nữa. Wow. Nhìn thấy có cái ông Mỹ này, ổng dẫn cái con chó cho nó đi tiểu nè. Giống chó này mình không biết giống chó gì mà bự hết hồn không à, đã nó trắng tươi như là con gấu vậy đó. Thì nói chung cuộc sống ở miền quê đó, thì ở đâu cũng vậy, ở Mỹ cũng vẫn vậy ha, nó cũng bình yên, nó không có cái không khí gọi là rộn ràng hay náo nhiệt hết á. Giờ này cũng đã là trưa rồi, gần 1 giờ trưa rồi. Nha, cái nhà hàng phía trước mình vừa mới ăn xong ấy, hamburger cũng ít người ăn thôi, cũng không có nhiều. Bây giờ mình quẹo về phía bên tay phải của mình là mình đi về nè. Nó cái tên của là cái nhà hàng phía trước đó, có dịp đi ngang đây các anh em thì mình thử. Nãy giờ mình chạy thử vòng vòng mình nhìn cái có tiệm nail hay không mà không thấy nha. Nhưng mà chắc có lẽ là có đó, tại vì tiệm nail mình giờ ở mọi lúc mọi nơi mà, tại do mình chạy ở là tuyến đường tránh này thôi. Chứ giờ đôi khi mình đi về những cái thị trấn nhỏ hơn, vùng xa hơn, tiệm nail là vẫn có. Ở đây thì chỉ cách Atlanta hơn 1 tiếng thôi. Nhưng mà đặc biệt là nhà cửa hàng quán ăn hay gì của Việt Nam mà hoàn toàn là không có ở đây nha. Đó, giờ mình trở ra lại là
đường highway 85 để đi về lại. Nó thị trấn này về con chạy xong là qua hết rồi đó. Nó qua chỗ này là ra khỏi là cái phạm vi của cái thị trấn này. Five Mountain. Rồi, mình tạm dừng cái video chia sẻ lại ngày hôm nay đây. Xin cảm ơn hết tất cả các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Nhớ đừng quên ủng hộ cho kênh của mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại ở những video chia sẻ về cuộc sống ở Mỹ sắp tới nữa của mình.